Xin chào tất cả anh em. Đây mình quay cái clip, mình chỉ anh em cách mà ổi ra trái nhiều. Thì cái ổi nó ra trái nhiều á, lúc trước á, ổi của mình á hả, một cây á hả, ít trái ghê lắm. Ê, anh em bây giờ coi cây ổi của mình nè. Đấy, trái này thấy không? Để cho mình lướt lên nè. Đây nữa nè, đó. Nè. Anh em thấy không? Trái lũ khủ luôn nè. Trái nhiều lắm. Đó, mọi người thấy chưa? Nói chung là trái nó nhiều ghê lắm. Giờ nó còn đang ra lớp bông nữa nè, đây nữa nè, đó. Mình không đếm hết nổi trái luôn á, trái nhỏ trái to trái đủ thứ, cỡ nào tầm nào cũng có hết. Hôm qua mới hái một số rồi á. Thì cách của mình đơn giản lắm, lúc trước á cây của mình đó hả, nó ít trái ít nụ, làm mình không, lúc đó là mình không có vung đất lên cái gốc ổi đâu, mình không có vung đâu, mình để gốc ổi của mình hả bằng 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 với mặt đất luôn à. Sau đó mình vung đất lên, cũng như là tại sao mình vung đất á, là do là chỗ của mình đang có bão á, đang có mưa gió nè, rồi cái gốc nó yếu á, gió đẩy qua đẩy lại á, thế mình vung đất lên để cho nó giữ gốc, rồi sau đó mình đổ phân ngạnh lên, mình bỏ thêm phân phân dê nữa. Mọi người nhà mà có phân á, đừng có bán uổng lắm, phân dê nè, mình bỏ lên, mình bỏ rước lên trên gốc luôn. Ê, sau đó cây nó đâm nhánh nhỏ nhánh to ra đó, nó đâm nhánh ra, tự nó đâm nhánh ra. Có nhiều cái video mình thấy người ta để trái ở trên ngọn ấy, hoặc là kéo cái nhánh xuống như nè, kéo nhánh xuống để cho cái thân nó nứt nhánh ra. Cũng đúng, như cái cây này nè, mọi người thấy không, cái nhánh nó nhiều quá như nè, nó vòng xuống, nó vịt xuống á, thì ở chỗ này nè nó tức, nó nứt nhánh lên, nó nứt nhánh lên thì nó sẽ ra bông đậu trái y như là những cái nhánh bên đây đó. Mình thì để cho nó tự nhiên luôn à. Mình vung đất lên rồi đó, mình bỏ phân dê lên, nó bứt bứt mấy cái ngọn này ra, nó bứt mấy cái ngọn này ra, nó ra trái quá trời luôn, ra trái lũ khủ luôn. Còn vườn ổi của mình thì mình kết hợp trồng ổi với lại trồng thêm bưởi đó. Bưởi với ổi mình trồng được, cái cây kia nó nhỏ, nó yếu lên nở, còn cây này nó lên. Đây, bưởi với ổi á, trồng một lượt á, để cho sau này cái rễ của ổi với lại cái rễ của bưởi á, nó hòa với nhau á, nó sẽ ít sanh bệnh. Cái đó là mình thấy á, ở trên mạng nó nói vậy á. Cho nên ổi người khác người ta trồng dài lắm, ổi mình trồng thưa là do mình trồng thêm bưởi. Cái bưởi này thì họ không, mình mới vung đất lên đi à, mấy hôm mình để bằng phẳng luôn, thì hiện tại thì nó cũng đang nứt đọt lên nè. Anh em vung đất thì nên vung cây ổi thôi nha, còn cây bưởi này nè mình thấy vung vung đất lên thì phải vung từ lúc nhỏ à,
cái lúc lớn lớn cỡ này rồi mà vun đất lên nữa nó đứt rễ, nó suy cái cây ấy. Này vừa là mình vun đất ổi lên sẵn mình vun bưởi luôn á, mà mình thấy bưởi nó bị suy cây, còn ổi thì nó phát triển kinh khủng luôn, nó ra trái triệu luôn, có những trái mình chưa kịp bao luôn nè. Quá trời luôn.